Xin chào các bạn. Buổi trước thì mình đang nói qua về toán tử so sánh. Thì để áp dụng toán tử so sánh thì chúng ta đến phần này thì chúng ta sẽ học thêm một câu lệnh nữa là câu lệnh if else. If else là một câu lệnh điều kiện để chúng ta có thể lọc những điều kiện trong C. Ví dụ dưới đây mình sẽ cho bạn thấy. Như thường ngày chúng ta cùng nói thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều câu như là nếu thì nếu thế này thì mình sẽ làm gì, nếu không thì chúng ta sẽ làm gì. Ở đây mình có một câu ví dụ là nếu trời mưa thì chúng ta sẽ ở nhà xem tivi, còn không thì chúng ta sẽ đi chơi trung thu. Buổi trước thì đúng là trời không mưa dẫn nên mình cũng đi chơi trung thu thôi, nhưng mà chẳng có gì hay cả, toàn đi xem người đông xử ấy. Ở dưới đây thì đây là câu nói ở ngoài đời, nhưng mà để chuyển nó thành câu lệnh trong trong lập trình thì chúng ta có một cấu trúc như sau. Thì if ở đây tiếng Anh là nếu nhé, thì if và trong đây là chính là điều kiện chúng ta cần so sánh. Nếu mà đúng thì chúng ta sẽ thì chương trình sẽ thực hiện những câu lệnh ở bên trong đây, trong hai dấu ngoặc kép này. Còn nếu mà điều kiện sai thì nó sẽ thực hiện ở trong câu lệnh else. Tương tự thì mình sẽ chuyển câu nếu trời mưa này theo công thức này thì gì, mình sẽ chuyển theo dưới đây. If trời mưa thì chúng ta sẽ ở nhà xem tivi, còn nếu mà trời mà không mưa thì chúng ta sẽ đi chơi trung thu. Thì ở đây mình sẽ đi vào phần ví dụ thực tế ở trong chương trình luôn. Mình sẽ khai báo hai số là int a bằng 4 và int b bằng 7. Mình sẽ nhé. Tiếp theo là mình sử dụng câu if luôn. If a còn bằng 4. Mình viết luôn câu else đây luôn. Có. Trần coi trần luôn, nếu mà a bằng 4 thì mình sẽ in ra câu là chuẩn luôn. Nếu mà a mà không bằng 4 thì chúng ta in ra câu là sai vé. Đó, dấu này dấu là dòng xuống dòng nhé. Thì ở đây thì mình sẽ gửi chạy cho chuẩn bị à mình quên phiếu return đấy. If đó, thì các bạn đã thấy thì vì mình khai báo trên đây a bằng 4 và đây mình so sánh là a bằng 4 mà 4 bằng 4 là đều đúng rồi, thì nó sẽ in sẽ thực hiện được câu lệnh ở phần dấu ngoặc kép ở dưới if đây luôn. Trong trường hợp thì mình ở đây mình sẽ so sánh a với cả b, tức là so sánh 4 với 7 thì tất nhiên là 4 không thể bằng 7 được, thì tất nhiên nó sẽ thực hiện là câu lệnh ở dòng dưới hàm else này đó. Thay vì đó chúng ta có thể sửa đổi câu điều kiện này thành nhiều câu khác, ví dụ như là phần toán tử so trong phần toán tử so sánh thì mình có giới thiệu qua là phần khác. Ở đây có nghĩa là nếu mà a khác b thì tất nhiên 4 khác 7 rồi, vì điều kiện này đúng nên nó sẽ thực hiện ở phần if luôn đó. Thì các bạn đã thấy mọi câu lệnh thực hiện hay không thì đều phụ thuộc vào câu điều kiện đúng hay sai cả. Ở đây các bạn có thể thay bằng tất cả những câu điều kiện các bạn học rồi, như là nhỏ hơn hoặc bằng này, lớn hơn hoặc bằng, hoặc là sao nhỉ, nói chung là khác nữa đó. Ở đây các bạn để ý nhé, mình giới thiệu thêm một cái nữa là cả cái cụm này ở phần này a bằng b đúng không, thì a bằng b tất nhiên là sẽ là sai rồi, nhưng mà khi mà mình cho thêm dấu chấm than đây, tức là câu phủ định, nghĩa là vì ở trong đây là sai nên phủ định của sai chính tức là đúng.
thì nó sẽ thực hiện ở câu lệnh phần if này. Đó, các bạn đã thấy không? Dấu này là dấu phủ định đúng thành sai, sai thành đúng nhá. Nên các bạn dùng dấu chúng ta thì các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo thì mình có một số bài tập như là mình muốn kiểm tra một số xem là số đó có chia hết cho 2 hay không. Thì sẽ làm nhau. Một số chia hết cho 2 thì số dư của mình sẽ lấy số đó chia cho 2 và có dư là 0. Ví dụ ở đây là mình sẽ lấy là if a mà số lấy dư, phép tính lấy dư chính là phép tính phần trăm mà mình đã giới thiệu, phần trăm 2 bằng bằng 0. Ở đây có nghĩa là mình sẽ in đây là số phần trăm d. Các bạn hiểu phần trăm d là in số nhé. A ở đây mình sẽ chia hết cho 2. Các bài trước thì các bạn nên thực hiện đi thực hiện lại thao tác là in ra một số để các bạn thuần thục trong các việc in sau này nhé. Đây là mình không chết cho ai. Đó, số A sẽ thành vào chỗ phần trăm D này. Thì đây là A phần trăm 2 thì ở đây là A bằng 4 và 4 phần trăm 2 tức là 4 chia hết cho A sẽ chia 2 và dư 0. Đó, kiểm tra lệnh chia hết nó chỉ thế thôi. Ở đây là 4 sẽ chia hết cho 2. Đó. Chúng ta cùng kiểm tra với số là B. Đó, tương tự là 7 phần trăm 2 nó sẽ ra là số dư sẽ bằng 1. Nên là nó sẽ thực hiện ở câu mà 1 thì không thể bằng 0 được. Thì tất nhiên nó sẽ thực hiện ở câu lệnh dưới phần L này. Tương tự thì bài tập sẽ là các bạn hãy kiểm tra cho mình xem là số INTC bằng 998. Số này có chia hết cho 3 hay không nhé. C kiểm tra C có chia hết cho 3 không. Kiểm tra C có chia hết cho 4 không. Kiểm tra C có chia hết cho 3 hoặc, ở đây là hoặc nhé, hoặc chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 4, chia hết cho 4 không. Rồi, thì các bạn lên pause lại video và nghĩ trước nhé và thực hiện đi, và đây sẽ là đáp án của mình. À, thực tế thì mình chỉ dùng câu lệnh là kiểm tra đơn thuần là xem nó có kiểm tra hết hay không, nên mình không nhất thiết phải dùng câu lệnh L. Vì L đây thì có thể là bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác. Nhưng trường hợp với trường hợp đơn này thì mình chỉ thực hiện xem nó kiểm điều kiện đúng thì thực hiện, không thì thôi thôi. Đó. Thì đây mình sẽ không cho thêm phần L vào. Thực chất thì nếu mà các bạn bỏ dấu ngoặc này đi nhá thì nó chỉ thực hiện câu lệnh này thôi. Còn giả sử mình sẽ in câu lệnh ở dưới đây nữa.
thì nó sẽ như thế nào? Khi mà mình thiếu dấu ngoặc ở đây thì các bạn để ý là mình sẽ sửa đây là chết cho 4. Ở phần này thì nó sẽ không nói làm gì rồi, thì nó sẽ nếu mà C mà chia hết cho 4 thì nó sẽ in ra dòng này, nhưng mà thực hiện xong dòng này thì coi như là câu lệnh if else đã kết thúc và phần này sẽ là phần in bình thường đó. Có nghĩa là đây, ở đây là mình comment lại nhé. Ở đây mình ghi là kết thúc câu lệnh if rồi. Để mình in cho các bạn xem. Đó. Vì số này không chia hết cho 3 nên là phần này sẽ không được in ra. Vì thế là câu lệnh if này đã hết tác dụng rồi. Thì dưới này thì câu lệnh này sẽ độc lập với nhau, không bị phụ thuộc bởi câu lệnh if nữa. Thì đây là một câu lệnh đơn nhé, không bị phụ thuộc bởi if nữa, tại vì nó không nằm trong dấu ngoặc kép. Thì nếu mà không nằm nằm trong dấu ngoặc kép thì chỉ có một câu lệnh được tiếp theo sẽ được thực hiện thôi. Tương tự thì ở đây mình sẽ thực hiện câu lệnh kiểm tra xem là nó có chế cho 4 hay không. Và kiểm tra đây mình sẽ có thêm một câu điều kiện phức tạp nữa. Kiểm tra là xem là C có chia hết cho 3 hoặc 4 không. Đây là cách ra cho nhìn thoáng nhé. C phần trăm 4. Đây mình sẽ chạy chương trình lại cho các bạn xem. Ở đây thì mình nhầm nhầm đấy. Ở đây mình sẽ cho số là 92 đi. Ở đây C là 92 mà 92 thì không chia hết cho 3 rồi. Thì tất nhiên là câu này sẽ không được thực hiện. Tiếp theo là câu lệnh if đã kết thúc thì câu lệnh print này sẽ được thực hiện. Kết thúc câu lệnh cho if rồi ấy. Tiếp theo thì vì 92 chia hết cho bộ nhầm mất, ở đây là chia hết cho 4 nhá. Sẽ là chia hết đấy. Ở đây thì 92 chia hết cho 4. Vì vậy là sẽ thực hiện câu lệnh print dưới đây. Và tiếp theo là vì ở đây là mình để dấu hoặc nhé. Dấu hoặc là có hoặc không. Có nghĩa là một trong hai đúng thì sẽ như mình đã nói là một hoặc một trong hai câu lệnh này mà đúng thì cả câu này sẽ đúng. Thì trong trường hợp này là bạn thấy là nó không chia hết cho 3 nhưng mà nó lại chia hết cho 4. Vì vậy là câu lệnh vẫn được thực hiện. Tương tự mình thay dấu đây thành dấu và. Có nghĩa là bắt buộc cả hai cái đều phải đúng thì nó mới in ra, còn không thì nó sẽ không in ra. Mình chạy lại cho bạn xem. Đó. Vì nó chỉ chia hết cho 4 thôi mà không chia hết cho 3 nên là câu này nó không đúng. Và không đúng thì tất nhiên là sẽ không thực hiện rồi. Các bạn phân biệt là giữa và dấu so sánh hoặc nhé. Đó. Ở video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là làm sao để chúng ta có thể nhập được một số, truyền một số vào từ bàn phím của mình, từ người dùng, chứ không cần cố định mà phải nhất thiết là phải ghi sẵn trên đây là 4 hoặc 5 hoặc 6 một số cố định nào đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.